chợt của đêm mùa hè năm ấy đã khiến tôi nhận ra như người hồ thầm lặng luôn đứng sau ánh hào quang ấy của chúng tôi. Họ là ai? Họ là những người qua những bạn khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè năm ấy. Kể ai khi chứng kiến những bóng hình y giữa một trời mưa sớm chờ bao bùng cùng những bạn khóa sinh tham gia khóa tu mùa hè năm ấy. Khi chứng kiến những bóng hình y những trái tim nhiễm màu.
Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Chúng con xin cảm ơn Sư Phụ và Đại Tăng Chùa Ba Vàng đã tổ chức khóa tu mùa hè cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn. 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 Sư phụ cũng xin cảm ơn tất cả các con. Các con đã đem đến rất nhiều tình yêu thương, rất nhiều những trái tim cháy bỏng đầy nhiệt huyết đến với chùa Ba Vàng. Sư phụ và tất cả tăng ni Phật tử của chùa cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Các con đem hạnh phúc đến cho sư phụ rất nhiều. Sư phụ cũng cảm ơn các con.